Ngày 6 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác nhận đơn vị này vừa phát hiện một đối tượng mang theo đến 7.400 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trước đó khoảng 19 giờ tối ngày 5 tháng 5, đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy phối hợp với đội trinh sát đặc nhiệm thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tuần tra tại khu vực biên giới Việt Lào thì phát hiện hai người đi trên xe máy từ Lào về phía Việt Nam có dấu hiệu khả nghi. Thấy bộ đội biên phòng, người cầm lái xe máy dồ ga bỏ chạy về phía thị trấn Lao Bảo rồi trốn vào một quán cơm. Khi lực lượng biên phòng ập vào, một trong hai đối tượng đã bị khống chế. Kiểm tra trong ba lô người này đang đeo, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hàng chục gói ni lông màu xanh chứa 7.400 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, người này khai tên là Trần Công Chính, 40 tuổi, ở xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chính thừa nhận mua số ma túy trên từ Thà Khẹc, Lào, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nghi can để tiếp tục điều tra.